Kỳ nghỉ tại Pháp của người mẫu Sophia Richie và chồng sắp cưới. Sophia Richie tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng bên hôn phu Elliot Brain và bạn bè tại miền Nam nước Pháp. Nhiều nguồn tin cho rằng lễ cưới của cặp uyên ương sắp diễn ra. Theo Jezerit, Sophia Richie đang có thời gian hạnh phúc cùng hôn phu Elliot Brain tại French Riviera, Pháp. Cảnh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc của cặp uyên ương và người thân, bạn bè. Người mẫu sinh năm 1998 gợi cảm trong bộ bikini màu hồng trắng, bàn tay của cô nổi bật với chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Sophia Richie luôn nở nụ cười tươi khi trò chuyện với Elliot Brand. Truyền thông quốc tế cho rằng Sophia Richie và Elliot Brand có thể sẽ tổ chức hôn lễ tại đây. Thông qua mạng xã hội, một số người bạn của Sophia đăng ảnh cô mặc váy trắng cùng chú thích cô dâu tương lai. Cặp đôi thông báo đính hôn hồi tháng 4, 2022, song họ chưa đưa ra thông tin chính thức về việc tổ chức lễ cưới. Vào tháng 7 năm 2022, nguồn tin tiết lộ với Hollywood Lifer, hai người nói về đám cưới khi còn nhỏ và điều đó thực sự khiến họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Gia thế của cả hai đều gắn bó trong lĩnh vực âm nhạc. Elliot Brand là con trai của Lucian Brand, CEO tại Universal Music Group. Sophia Richie là con gái út của giọng ca huyền thoại Lionel Richie. Sophia theo đuổi đam mê người mẫu thay vì nối nghiệp cha. Cô xuất hiện lần đầu trên sàn catwalk ở New York Fashion Week vào tháng 2 năm 2016. Sau đó, nữ người mẫu đầu quân cho Jenner, Deandre My Scott, Philip Lane, Gigi, Samantha Tavaza, John và Gabbana. Sophia Richie cũng xuất hiện ở các chiến dịch của Michael Kors, Tommy Hilfiger. Trong quá khứ, lịch sử tình trường của người mẫu từng gắn với Brooklyn Beckham, Cardi B, Jaden Smith.